Rồi lâu lâu thôi ca sĩ còn tôi nghe nói là tới 20 người là giờ Lý Hùng làm thêm bài đó. Giờ mà quan trọng là mời anh em lên nhảy. Được không? Ok không? Rồi, à, quý vị khán giả ở dưới khán phòng thông cảm nha, cái hậu trường của anh Thái Tuấn làm lớn quá, hoành tráng quá, Lý Hùng đi được có nửa sân à. Còn đi xuống dưới kia phải hát 3 bài mới đủ. Rồi một cái khúc vui tươi luôn à, cũng là theo lời yêu cầu của mấy anh chị nhạc kỳ mít đi ha à, cái khúc được mang tên rất là hình hành đêm nay, rất dễ ca được mang tên Để Cho Anh Khóc. Vỗ tay các bạn. Rồi mời lên nhảy thì biết ha. Rồi anh chị nào à, rồi anh chị nào yêu nghệ thuật là mời bước lên à. Hôm nay chung vui quá, hai cháu là con của anh Thế Tuấn nè và cháu nội. Mời bước lên à. Nhưng anh chẳng muốn là những nỗi đau không phải
chương trình quý vị, Lý Hùng muốn ca nữa lắm mà còn rất nhiều nghệ sĩ ở Sài Gòn xuống nữa. Lý Hùng phải nói chia tay một lần nữa. Lý Hùng chúc cho cô dâu chú rể, hai cháu con Thái Tuấn và cháu nội nhiều sức khỏe nha cháu nội, đặc biệt là ăn mau trông lớn thôi thôi. Và cô dâu chú rể chúc mừng phúc và chúc nhiều khách buổi tối thật là tràn đầy niềm vui đi ha, an khang thịnh vượng. Dạ, và một lần nữa xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho ca sĩ diễn viên điện ảnh Lý Hùng thưa quý vị.